Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với tin bóng đá ngày mùng 5 tháng 3 trên kênh YouTube bóng đá. Mở đầu cho tin nóng hôm nay, chúng ta sẽ đến với chuyển động của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia sẽ diễn ra trên sân Gelora Bung vào ngày 21 tháng 3 tới đây. Được biết thì giá vé của trận đấu này đang ở mức đỉnh điểm. Hai tuần trước trận Indonesia tiếp đón tuyển Việt Nam trong khuôn khổ lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Về trận lượt đi gần như được bán hết, ở trận đấu diễn ra tại Bung Gokno Jakarta, ban tổ chức phát hành 4 mệnh giá vé gồm 100.000, 200.000, 400.000 và 750.000 rupiat, tương đương với 175.000 đồng tới 1 triệu 175.000 đồng. Dù sân Bung Gokno có sức chứa 80.000 chỗ ngồi nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu vào xem trận đấu của người hâm mộ Indonesia, cho thấy sức nóng của trận đấu rất lớn. Chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam, Indonesia dự kiến tiếp tục sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch. Trong thời gian qua, huấn luyện viên Shin Tae-yong sang châu Âu kiểm tra phong độ những cầu thủ này. Nếu có đầy đủ lực lượng, Chiến lược gia người Hàn Quốc có thể sử dụng đội hình toàn cầu thủ nhập tịch. Tại Asian Cup 2023, với lợi thế có nhiều Tây, Indonesia đã đánh bại tuyển Việt Nam 1-0. Về phần minh tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 12 tháng 3 tới trước ngày tập trung huấn viên Chu Jie lên dây cót tinh thần cho các học trò. Tuyển Việt Nam đang hướng tới các trận đấu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và với một tinh thần tích cực. Cùng với sự cổ vũ động viên của người hâm mộ, chúng tôi luôn vào sân thi đấu với trái tim nóng, với tinh thần không bao giờ từ bỏ của người Việt Nam và nỗ lực hết mình để vượt qua mọi khó khăn thử thách. Liên quan đến đội tuyển Việt Nam thì tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh nhiều khả năng sẽ không có mặt ở đợt tập trung lần này do tình trạng chấn thương vẫn chưa bình phục. Tuấn Anh bị chấn thương gối nên chưa thể trở lại thi đấu từ trận Hoàng Anh Gia Lai thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1 trên sân khách. Tình trạng hiện tại của tiền vệ Tuấn Anh được ban huấn luyện đội bóng Phú Núi xem xét là cần thời gian để hồi phục. Theo những thông tin cho biết, tiền vệ Tuấn Anh khó lên tuyển Việt Nam ở đợt tập trung sắp tới. Đây là thông tin sẽ khiến huấn viên Chu Chuze bất an trong quá trình chuẩn bị cho hai trận gặp Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 bởi tiền vệ Tuấn Anh có vai trò rất quan trọng ở tuyển Việt Nam. Trong 5 trận đấu chính thức dưới thời huấn viên Chuze, Tuấn Anh đã tổng cộng 333 phút. Huấn luyện viên Chu xem Tuấn Anh là hạt nhân của hàng tiền vệ, có sự ảnh hưởng lớn lên lối chơi kiểm soát bóng của tuyển Việt Nam. Tiền vệ Tuấn Anh có khả năng giữ nhịp trận đấu, hỗ trợ phòng ngự, giữ bóng tốt và đặc biệt là khả năng thoát pressing. Những điểm mạnh kể trên giúp cho Tuấn Anh trở thành nhân tố phù hợp với lối chơi kiểm soát bóng của tuyển Việt Nam dưới thời huấn viên Chu Bây giờ tiền vệ Tuấn Anh gặp chấn thương và khó lên tuyển sẽ trở thành bài toán lớn cho huấn viên Chu Lối chơi phát triển bóng từ sân nhà nhưng thiếu một tiền vệ giữ nhịp và thoát pressing sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng chuyển đổi trạng thái. Hoàng Đức từng được lựa chọn thay Tuấn Anh ở tuyến giữa, nhưng huấn luyện viên Chu Dê nhận xét quả bóng vàng Việt Nam 2023 chưa đáp ứng được yêu cầu của ông. Cần nhắc lại hai trận đấu với Indonesia có ý nghĩa rất quan trọng với tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Chu Dê một là quyết định tấm vé đi tiếp, hai là ảnh hưởng lớn đến sự gắn bó của huấn viên Chu Chuje và VFF, bởi nhiệm vụ của nhà cầm quân người Pháp là giúp Việt Nam vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Trong khi đó thì thủ môn Bùi Tấn Trường, người đã chuyển đến câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước, đã khẳng định rằng sẽ không có mục tiêu lên đội tuyển quốc gia Việt Nam do khó để cạnh tranh được vị trí với thủ môn Philip Nguyễn và thủ môn Đặng Văn Lập. Tối ngày 1 tháng 3, Hà Nội FC bất ngờ thông báo đạt thỏa thuận kết thúc hợp đồng trước thời hạn 3 tháng với thủ thành Bùi Tấn Trường. Người các đèn 38 tuổi cũng nhanh chóng tìm được biến độ mới, câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước ở giải hạng nhất quốc gia. Tại đội bóng mới Tấn Trường sẽ tái ngộ người bạn thân cựu danh thủ Nguyễn Anh Đức, hiện đang làm huấn viên trưởng câu lạc bộ Bình Phước. Cả hai từng có thời gian gắn bó với nhau tại câu lạc bộ Bình Dương và đội tuyển Việt Nam. Mới đây Tấn Trường đã lên tiếng về lý do chia tay Hà Nội FC và mục tiêu cùng câu lạc bộ Bình Phước trong đó việc không cạnh tranh được xuất thi đấu chính thức ở đội bóng thủ đô là một phần nguyên nhân. Chia sẻ với truyền thông, Bùi Tấn Trường cho hay: Thứ nhất, hai thủ môn Nguyễn Văn Hoàng và Quan Văn Chuẩn của Hà Nội FC đã chơi rất ổn định. Thứ hai, tôi cũng muốn thi đấu gần nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp hơn. Do đó, khi anh Đức ngỏ lời mời tôi về đầu quân cho câu lạc bộ, tôi nhận thấy đây cũng là thời điểm phù hợp để mình ra đi. Tôi muốn giúp Bình Phước thi đấu chững chạc, bước đầu bắt nhịp được không khí bóng đá chuyên nghiệp như thế nào. Tôi sẽ hỗ trợ đồng đội, giúp họ nhận thức và chuẩn bị tốt cho bóng đá chuyên nghiệp. Các bạn biết là giải hạng nhất có khoảng cách xa vời với V-League lắm. Người các đền quê Đồng Tháp cũng trải lòng về những chỉ trích từ dư luận trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi bị người ta nói rất nhiều, giống như kiểu nói mãi rồi mình chai luôn. Tôi cũng không quan tâm người ta nói gì. Khả năng của tôi thế nào thì tôi biết. Tôi chơi bóng vì bản thân, vì gia đình. Tôi chơi tốt, đội đạt thành tích thì đội tuyển gọi tôi trở lại. Tôi không thi đấu vì mục tiêu trở lại đội tuyển Việt Nam hay nỗ lực chơi tốt vì bị người ta nói, tôi không phải chứng minh cho ai thấy, tôi thấy gia đình tôi biết, đội bóng tin tôi, cách tốt nhất là mình tập trung vào công việc. Tại vòng 13 V-League 2023-2024, vòng đấu khép lại giai đoạn lượt đi của giải đấu, đã có 3 trận đấu được xác định sẽ sử dụng trợ lý trọng tài VAR. Vòng 13 V-League sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 3 và 9 tháng 3 trước khi nhường chỗ cho các trận đấu ở đấu trường quốc quốc gia. Mới nhất, Ban trọng tài VFF đã gửi đề xuất phân công trọng tài thực hiện nhiệm vụ tại vòng 13 V-League. Theo đó, sẽ có 3 trận đấu được sử dụng công nghệ va hỗ trợ trọng tài, gồm Nam Định đối đầu Thanh Hóa vào lúc 18 giờ ngày 8 tháng 3, Hà Nội gặp Quảng Nam vào 19h15 ngày 9 tháng 3 và Thể công Việt theo đối đầu Công an Hà Nội vào lúc 19h15 ngày 9 tháng 3. Nam Định dù đã vô địch giai đoạn lượt đi này nhưng hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc thua hùng nảy lửa với Thanh Hóa để giữ chắc ngôi đầu của mình. Đội bóng xứ Thanh vừa thất bại hai trận liên tiếp nên cũng đầy quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng trước Nam Định. Trọng tài chính trận đấu này là ông Nguyễn Viết Duẩn, tổ va gồm trọng tài Nguyễn Mạnh Hải và trợ lý Mai Xuân Hùng. Trong khi đó, thể công Việt Theo đang gặp áp lực rất lớn khi tụt dốc không phanh về phong độ, liên tiếp hòa và thua thời gian vừa qua. Họ sẽ phải đối đầu với một công an Hà Nội đang thăng hoa trở lại dưới thời huấn viên Kiatisak vị vua áo đen trong trận cầu này là ông Hoàng Thanh Bình. Cuối cùng, Hà Nội FC dự báo sẽ gặp khó khăn đôi chút khi chạm mặt Quảng Nam trên sân nhà. Cuộc so tài này dự kiến sẽ do ông Nguyễn Đình Thái điều khiển. Vừa qua tại vòng 12, và phần nào gây ra khá nhiều tranh cãi khi công nhận bàn thắng của Nam Định vào lưới Sông Lam Nghệ An ở những phút bù giờ cuối cùng. Thậm chí phía Sông Lam Nghệ An đã gửi công văn lên VFF, VPF nhằm đối chất và yêu cầu nâng cao chất lượng của VAR hơn. Tuy nhiên theo ghi nhận, đây là tình huống hiếm hoi mà va gây ra tranh cãi ở mùa giải này. Các trọng tài đang hưởng lợi khá nhiều từ va và công nghệ này cũng tạo ra tính công bằng hơn trong các trận đấu. Câu lạc bộ Nam Định sẽ không có sự phục vụ của trung vệ đẳng cấp cao Orozzo trong trận đấu với câu lạc bộ Thanh Hóa tại vòng 13 V-League 2023-2024. Cần nhấn mạnh thêm, đội bóng Nam Định buộc phải có một điểm ít nhất ở trận đấu này thì mới chắc chắn vô địch lượt đi của giải đấu. Tại vòng 12 V-League 2023-2024, câu lạc bộ Nam Định có chiến thắng tối thiểu trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An, dù phải thi đấu trong cảnh thiếu người ở hơn 20 phút cuối trận, dù hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm và bảo toàn vị trí nhất bảng trên bảng xếp hạng trong trận đấu này nhưng Nam Định cũng phải chịu tổn thất khi trung vệ tân binh Lucas Alves bị truất quyền thi đấu ở phút 71 sau khi nhận thẻ vàng thứ hai. Trước đó ở phút 24, ngoại binh này đã phải nhận một thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ sông Lam Nghệ An. Như vậy trong trận đại chiến với Thanh Hóa ở vòng đấu cuối của giai đoạn lượt đi V-League mùa này, Nam Định chỉ có thể sử dụng hai ngoại binh là Rafenson và Hendrio. Ngày 8 và mùng 9 tháng 3 sẽ diễn ra vòng 13 V-League 2023-2024 với 7 cặp đấu. Công an Hà Tĩnh gặp câu lạc bộ Hải Phòng. Nam Định đối đầu Thanh Hóa, Hà Nội FC gặp Quảng Nam, Hoàng Anh Gia Lai chạm trán câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương gặp Sông Lam Nghệ An, Bình Định đối đầu Thanh Hóa, Thể Công gặp câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cuộc đua ở nhóm các đội dẫn đầu và nhóm cuối trên bảng xếp hạng hứa hẹn tiếp tục hấp dẫn và gay cấn. Sau khi chia tay Ryan Hà đến câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Bình Dương đã đưa một cầu thủ người Nhật gốc Việt Nam vào danh sách của mình. Sau khi để Ryan Ha ra đi và chuyển đến Hà Nội FC, câu lạc bộ Bình Dương đang tiến hành thử việc tiền vệ Việt Kiều Cyrus Ryuichi Trần, Cyrus Ryuichi Trần sinh năm 1994, năm nay 29 tuổi, cao 1m75, có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự và tiền vệ trung tâm. Cyrus Ryuichi Trần có hai dòng máu Việt Nhật, sinh ra tại Honolulu, Hawaii và hiện đang có quốc tịch Hoa Kỳ và chủ yếu thi đấu ở giải hạng 3 của Mỹ, cũng từng có thời gian trải nghiệm ở môi trường bóng đá Nhật Bản. Sero Ryuichi Trần vừa rời Abion San Diego vào tháng 12 năm 2023 và vẫn đang tìm biến độ mới nên quyết định về V-League tìm cơ hội. Hiện tại chiều sâu ở hàng tiền vệ của đội bóng đất thủ chưa được đánh giá cao. Nếu như quá trình thử việc diễn ra suôn sẻ, Cyrus Ryuichi Trần nhiều khả năng sẽ được ký hợp đồng ngắn hạn. Thông tin này cũng đã khép lại tin đồng bóng đá ngày mùng 5 tháng 1 trên kênh YouTube bóng đá. Nếu mọi người cảm thấy hay, hãy nhấn like, share và subscribe kênh YouTube nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình kế tiếp.